Xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Đường đến Vinh Quang. Và đây là cuộc thi chung kết của tháng thứ 5 năm học 2020-2021. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với những gương mặt thí sinh xuất sắc ở các cuộc thi tuần. Và Phương Tiến tin chắc chắn rằng với những kinh nghiệm cũng như là những kiến thức mà các bạn đã tích lũy được ở những cuộc thi tuần, thì trong chương trình ngày hôm nay các bạn thí sinh của chúng ta sẽ hoàn thành thật tốt những phần thi của mình và chúc cho các bạn sẽ thành công nhé. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, Phương Tiến sẽ được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý. Về phía hội đồng cố vấn và biên soạn đề thi, trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch hội đồng cố vấn. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch hội đồng cố vấn. Cùng quý thầy cô là thành viên trong hội đồng soạn thảo đề thi, trân trọng giới thiệu. Về phía quý vị đại biểu, trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Phấn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Hoài Linh, Phó Giám đốc VNPT Vinaphone Tiền Giang. Về phía quý thầy cô đại diện cho các trường có thí sinh dự thi trong chương trình ngày hôm nay, Phương Tiến sự trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Trần Minh Khang, Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Mai Thành Thế, tỉnh Sóc Trăng. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Trần Thanh Sang, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Phạm Thành Trung, Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Phạm Bá Tâm, Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Lê Văn Phẩm. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Nguyễn Ngọc Dư, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chợ Gạo, Tiền Giang. Cùng quý thầy cô cũng như là các bạn học sinh đã đến đây cổ vũ cho cả 4 bạn thí sinh, xin chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nhiệt liệt cùng chào đón. Phương Tiến cũng xin thay mặt cho ban tổ chức sẽ được chân thành cảm ơn đến các đơn vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Xin được chân thành cảm ơn VNPT Vinaphone Tiền Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, cũng như là đơn vị đã luôn bảo trợ thông tin cho chương trình, đó chính là Báo Mực Tím Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn các đơn vị. Và sau đây là vị trí thi đấu của 4 bạn thí sinh trong chương trình ngày hôm nay. Hiện tại đang đứng ở vị trí thi đấu đầu tiên, đó chính là bạn thí sinh Nguyễn Tiến Thịnh đến từ trường Trung học phổ thông Mai Thành Thế, tỉnh Sóc Trăng. Đang đứng ở vị trí thi đấu thứ hai, đó chính là bạn thí sinh Mai Mạc Xin đến từ trường Trung học phổ thông Phạm Thành Trung, Tiền Giang. Đang đứng ở vị trí thi đấu thứ ba, đó chính là bạn thí sinh Lê Thị Anh Thư đến từ trường Trung học phổ thông Lê Văn Phẩm, Tiền Giang. Và đang đứng ở vị trí thi đấu thứ tư, đó chính là bạn thí sinh Võ Minh Kha đến từ trường Trung học phổ thông Chợ Gạo, Tiền Giang. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đồng hành với 4 bạn thí sinh bước vào vòng thi đầu tiên, vòng thi xuất phát. Và bạn thí sinh sẽ bắt đầu phần thi đầu tiên của mình ngay sau đây, đó chính là bạn thí sinh Tiến Thịnh. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón và cùng trò chuyện với bạn Tiến Thịnh nhé. Xin chào Tiến Thịnh ạ. Chào anh, quý khán giả và ban giám khảo cùng với tất cả các bạn cổ vũ cùng với ba bạn cùng chơi ạ. Tiến Thịnh nè, khi mình đã là người bước vào cuộc thi chung kết tháng như thế này rồi, thì hiện tại đang đứng ở vị trí này, bạn có cảm xúc như thế nào? Em rất là hồi hộp, cảm giác như lúc thi tuần. Và sau cuộc thi tuần rồi thì mình đã có rút ra những bài học hay là những kinh nghiệm gì cho mình chưa ạ? Dạ, có rất là nhiều ạ. Và Phương Tiến cũng hy vọng rằng với những kinh nghiệm đó thì mình sẽ thật sự bình tĩnh hơn để mình có thể hoàn thành thật tốt vòng thi ngay sau này bạn nhé. Mời bạn chọn bộ đề dành cho mình ạ. Tiến Thịnh chọn cho mình bộ đề số 5. Thời gian dành cho Tiến Thịnh xin phép được bắt đầu. Bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ do tổng thống nào viết? John F. Kennedy. Sai, Jefferson ạ. Tên nước Đại Việt có từ triều đại nào? Nhà Lý. Đúng. Đồng bằng nào có diện tích lớn nhất khu vực Tây Nam Á? Đồng bằng sông Cửu Long. Sai, đồng bằng Lưỡng Hà. Hai câu thơ sau đây: bát cơm chăn đầy nước mắt, bay còn dằn khói hoa. Đất nước Nguyễn Đình Thi ạ. What color is bright reddish yellow? Orange. Đúng. Sự thay đổi vị trí của một vật so với các vật khác thì chuyển động. Chuyển động cơ mới chính xác ạ. Làng gốm Bát Tràng hiện nay thuộc tỉnh thành nào? Bắc Ninh. Sai, Hà Nội. Napoli là câu lạc bộ bóng đá thuộc quốc gia nào? Bỏ qua. Ý. Khối đại diện đều loại mà bằng nhìn màn hình là khối chấm 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 chấm. Bát diện đều. Đúng.
Phương pháp chọn lấy một số ít cá thể tốt nhân lên thành một tách riêng lẻ theo từng dòng cá thể. Đúng. Dung dịch HCl0.001 có bao nhiêu p? 3. Đúng. Cho biết giá trị của biểu thước sau đây, mời bạn nhìn màn hình ạ. A, B, C hay là D ạ? C. Đáp án C là một đáp án hoàn toàn chính xác. Vâng, chúc mừng cho bạn Thiên Thịnh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên và Tiến Thịnh đã mang về cho mình 60 điểm. Chúc mừng cho bạn nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn thí sinh tiếp theo, đó chính là bạn Mai Mạc Xin. Xin chào bạn ạ. Dạ, chào anh, chào quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh có mặt trong trường quay ạ. Đây là lần thứ hai mà Phương Tiến được trò chuyện cùng với bạn Mai Mạc Xin rồi. Lần đầu tiên thì Phương Tiến rất là ấn tượng với cái tên Mai Mạc Xin của bạn. Như vậy thì ở vòng thi này bạn còn điều gì có thể chia sẻ với Phương Tiến về con người của bạn? Khi mình ở lớp như thế nào, được mọi người nhận xét như thế nào ngoài sự ấn tượng của cái tên mình ạ? Dạ, theo đánh giá của các bạn em là người khó tính ạ. Khó tính? Dạ. Trong lớp thì mình có giữ vị trí gì không ạ? Dạ, không ạ. Nhưng mà khó tính thì không biết là trong học tập thì cái sự khó tính đó có giúp ích gì cho mình hay không? Dạ, có ạ. Ví dụ ạ? Khó tính là đặt ra mục tiêu cho bản thân và hoàn thành nó. Hy vọng là bạn sẽ đạt được những mục tiêu của mình trong năm học này cũng như là trong tương lai bạn nhé. Còn ngay bây giờ thì Phương Tiến xin được mời bạn thí sinh Mai Mạc Xin sẽ chọn bộ đề dành cho mình ạ. Thí sinh Mai Mạc Xin chọn cho mình bộ đề số 2. 60 giây dành cho Mai Mạc Xin xin phép được bắt đầu. Quốc gia nào có dân số đông nhất khu vực Bắc Mỹ? Mỹ. Đúng. Nhà văn Minh Huệ, tên khai sinh là gì? Nguyễn Thái. Tập hợp tất cả các chấm 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 của một chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo của chuyển động. Bỏ qua. Vị trí. Câu hát sau trích trong ca khúc nào chẳng là gì cả đã bỏ là qua. Gặp như không ở lại. Luật bóng rổ quy định một trận đấu bóng rổ sẽ bao gồm mấy hiệp chính? 2. Sai. 4. What day of March is Women's Day? A. Đúng. Giao của tập hợp số hữu tỷ và tập hợp số vô tỷ là tập hợp nào? Bỏ qua. Tập rỗng. Cho các loại cây sau, bạch đàn, lá lốt, dông riền, cây xoài, bằng lăng, những loại cây nào thuộc nhóm cây ưa bóng? Dông riền. Phải là lá lốt và dông riền mới đúng ạ. Trận đánh nào mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954? Chiến dịch Thu Đông. Sai. Hiêm Lam. Thành phần chính của quặng hematit đỏ có tên gọi là gì? Bỏ qua. Sắc bào rexit. Trong Excel, địa chỉ, mời bạn nhìn màn hình ạ. ABC ạ. Và bạn Mai Mạc Xin của chúng ta đã ghi được 20 điểm sau phần thi đầu tiên của mình. Chúc mừng cho bạn nhé. Còn bây giờ là bạn thí sinh tiếp theo sẽ bắt đầu phần thi của mình ngay sau đây. Đó chính là bạn Anh Thư. Xin chào Anh Thư ạ. Dạ, em chào anh. Anh Thư nè, khi đến với cuộc thi chung kết tháng ngày hôm nay thì tâm thế của bạn như thế nào và mình có quyết tâm như thế nào cho cuộc thi này ạ? Dạ, em cảm thấy háo hức và có chút lo lắng. Dạ, em tâm thế của em là sẽ cố gắng hết mình để thể hiện thật tốt trong các phần thi. Còn ngay bây giờ Phương Tiến xin mời anh Thư sẽ lựa chọn gói câu hỏi của mình đi ạ. Anh Thư chọn cho mình bộ đề số 8. 60 giây bắt đầu. Quốc gia nào có đông nhất khu vực Nam Mỹ? Bỏ qua. Brazil. Bài thơ Tràng Giang của Huy Cận in trong tập thơ nào? Bỏ qua. Lửa Thiên. Mọi vật trong vũ trụ đều chấm 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 với một lực gọi là lực hấp dẫn. Tác dụng. Sai. Hút nhau. Ví chậm, ví chậm là chân ca của địa phương nào? Nam Bộ. Sai. Nghệ Tĩnh. What country did Buddhism come from? Indian. Đúng. Brazil đang sở hữu kỷ lục vô địch bóng đá thế giới tổng cộng mấy lần? 13. Sai. 5. Có bao nhiêu phép vị tự biến đường tròn tâm y bán kính bằng 3 thành đường tròn tâm y bán kính bằng 9? 4. Sai. 2. Động vật nào thuộc nhóm sinh vật hàn nhiệt, trong các động vật sau dùng đất tắc tè tròn thẳng lằn? Tròn. Đúng. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam gồm bao nhiêu đảng viên? Bỏ qua. 7. Tên của nguyên tố kim loại kiềm có số hiệu nguyên tử nhỏ nhất là Hero. Gì? Sai. Li-ti. Thí sinh Anh Thư đã hoàn thành xong phần thi của mình và điểm số các bạn đạt được đó chính là 20 điểm. Chúc mừng cho Anh Thư nhé.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn thí sinh. Cuối cùng sẽ bắt đầu phần thi đầu tiên, đó chính là bạn thí sinh Minh Kha. Xin chào Minh Kha. Em chào anh, chào quý vị đại biểu, các bạn học sinh và ba bạn cùng chơi. Phương Tiến nhận thấy là Minh Kha của chúng ta hiện tại rất là điềm tĩnh, cũng như là thấy được sự tự tin trong bạn, thì chắc chắn là bạn đã có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Đến với cuộc thi hán ngày hôm nay, em chuẩn bị cho mình một khối lượng kiến thức và một tâm thế vững vàng để bước vào cuộc thi. Thế bây giờ sẽ được mời bạn cho bộ đề dành cho mình đi ạ. Minh Kha chọn cho mình bộ đề số 3. Thời gian dành cho Minh Kha xin phép được bắt đầu. Quốc gia nào có diện tích lớn nhất khu vực Tây Nam Á? Iran. Ả Rập Xê Út à? Quê quán nhà thơ Tố Hữu ở tỉnh nào? Huyện Huế. Đúng. What number equals a dozen? 12. Đúng. Chấn động thẳng đều là chấn động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ chấm 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 như nhau trên một quãng đường. Đúng à? Trung bình. Ca sĩ, nhạc sĩ Sơn Tùng MTP tên thật là gì? Đúng à? Nguyễn Thanh Tùng. Có mấy cúp vàng World Cup trong lịch sử giải bóng đá thế giới? 2. Đúng. Một tập hợp có 5 phần tử thì có tất cả bao nhiêu tập hợp con? 6. Sai 32. Cho các loại vật sau, cáo, dê, dơi, chồn, nai, những loài thực nhờ động vật nào là động vật ưa tối? Dơi. Cáo, dơi và chồn mới đúng mà. Thủ lĩnh tối cao của cuộc khởi nghĩa Yên Thế giai đoạn 1893-1913 là ai? Hoàng Hoa Thám. Đúng. Trong các nguyên tố thuộc chu kỳ 3, nguyên tố nào có bán kính nguyên tử lớn nhất? Đúng à. Natri. Hàm, mời bạn nhìn màn hình cho kết quả A, B, C hay là D ạ? À? A. Sai. B. Và chúc mừng cho bạn Minh Kha của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên. Và điểm số của Minh Kha đó chính là 50 điểm. Chúc mừng cho Minh Kha nhé. Và sau vòng thi đầu tiên, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại điểm số của 4 bạn thí sinh là như thế nào. Tiến Thịnh 60 điểm, Anh Thư và Mai Mạc Sinh có cùng điểm số là 20 điểm và Minh Kha 50 điểm. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho cả 4 bạn thí sinh đi ạ. Vừa rồi là vòng thi xuất phát của các bạn, còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng đồng hành với 4 bạn thí sinh bước vào vòng thi tiếp theo, vòng thi ra khơi. Các bạn thí sinh của chúng ta sẽ có 4 câu hỏi tương ứng với 4 đoạn clip trong vòng thi ra khơi này. Và Phương Tiến cũng chúc cho cả 4 bạn thí sinh sẽ ghi được thật nhiều điểm số các bạn nhé. Và ngay sau đây là câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Tiến Thịnh có đáp án là 165. Mai Mạc Xin có đáp án là 12. Anh Thư 13. Minh Kha 15. Và chúng ta có quy luật như sau. Tổng các chữ số của số có 3 chữ số ta thu được. Các số có 2 chữ số. 3 cộng 5 cộng 9 thì sẽ bằng 17. Rồi 2 cộng 6 cộng 3 thì sẽ bằng 11. 2 cộng 6 cộng 8 sẽ bằng là 16. Như vậy thì 5 cộng 1 cộng 6 thì sẽ bằng là 12. Chúc mừng cho bạn thí sinh Mai Mạc Xin đã trả lời đúng ở câu hỏi này ạ. Chúc mừng cho bạn nhé. Và ngay sau đây là câu hỏi tiếp theo dành cho các bạn. Vâng ạ, thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Tiến Thịnh đáp án là Hội An, Mai Mạc Xin chưa có câu trả lời.
Anh Thư và Minh Kha đáp án là Bát Tràng. Ở những giây cuối cùng thì chúng ta cũng có thể thấy được là đó là đường cổ nào rồi, đó chính là làng cổ Đường Lâm. Vâng, rất tiếc cho cả bốn bạn thí sinh chúng ta chưa ghi được điểm ở câu hỏi này các bạn nhé. Không sao, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của đoạn video clip tiếp theo ạ. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của bốn bạn thí sinh. Ở câu hỏi này thì cả bốn bạn thí sinh của chúng ta cùng đưa ra một câu trả lời, đó chính là 6 và 5. Vâng ạ, và trong thí nghiệm mà chúng ta vừa xem ở đoạn video clip vừa rồi thì phenol có công thức hóa học là C6H5OH. Phenol thì rất ít tan trong nước nhưng mà tan trong dung dịch NaOH. Vì nguyên tử hydro trong nhóm OH của phenol có tính axit nên đã tác dụng với ion OH- của dung dịch NaOH tạo thành H2O và anion C6H5O-. Vậy mỗi anion tạo thành có chứa 6 nguyên tử carbon và 5 nguyên tử hydro. Chúc mừng cho cả bốn bạn thí sinh với đáp án là 6 và 5. Vâng ạ, đây là một câu hỏi mà bốn bạn thí sinh của chúng ta đều rất xuất sắc. Và chúng ta vẫn còn một câu hỏi nữa. Một câu hỏi với đoạn video clip tiếng Anh này. Photo description. Listen, watch and choose A, B, C, D, E or F. A. In the picture, it is a Vietnamese aircraft carrier. B. In the picture, it is a Vietnamese battleship. C. In the picture, it is a Vietnamese cruiser. D. In the picture, it is a Vietnamese destroyer. E. In the picture, it is a Vietnamese escorter. F. In the picture, it is a Vietnamese submarine. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Tiến Thịnh có đáp án là B, Mai Mạc Xin và Minh Kha có đáp án là F, Anh Thư có đáp án là A. Với đáp án A chúng ta nghe được trong hình là một hàng không mẫu hạm của quân đội Việt Nam. B, trong hình là một chiến hạm của quân đội Việt Nam. C, trong hình là một khu trục hạm của quân đội Việt Nam. Đáp án D chúng ta nghe được, trong hình là một tuần dương hạm của quân đội Việt Nam. Đáp án E chúng ta nghe được, trong hình là một hộ tống hạm của quân đội Việt Nam. Và đáp án F chúng ta nghe được, trong hình là một tàu ngầm của quân đội Việt Nam. Và chắc chắn đáp án đó chính là F. Chúc mừng cho hai bạn thí sinh đã ghi được điểm ở câu hỏi này, đó chính là bạn Mai Mạc Xin và Minh Kha. Như vậy thì chúng ta cũng đã khép lại vòng thi thứ hai. Và sau đây chúng ta cùng nhìn lại điểm số của bốn bạn thí sinh là như thế nào nhé. Sau hai vòng thi, Tiến Thịnh 75 điểm, Mai Mạc Xin 120 điểm,
Anh Thư 60 điểm và Minh Kha 110 điểm. Chúc mừng cho cả bốn bạn thí sinh của chúng ta. Và ngay sau đây, hãy cùng đồng hành với bốn bạn thí sinh bước vào vòng thi thứ 3, vòng thi vượt sóng. Và ở vòng thi thứ 3 này, vòng thi vượt sóng, thì Phương Tiến nghĩ rằng với những cuộc thi tuần thì các bạn của chúng ta đã có được những kinh nghiệm với những câu hỏi từ hàng ngang được lật mở, những ký tự khi các bạn trả lời đúng thì từ đó chúng ta sẽ có được những gợi ý để chúng ta tìm ra ẩn số cuối cùng và ghi được điểm thật cao ở vòng thi này. Và đáp án của vòng thi này đó chính là một cụm từ gồm có 6 chữ cái tiếng Việt. Vâng ạ, và đó là gợi ý đầu tiên dành cho các bạn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy đến với câu hỏi từ hàng ngang đầu tiên thuộc về sự lựa chọn của bạn Tiến Thịnh. Xin mời Tiến Thịnh ạ. Em xin chọn hàng ngang số 2 ạ. Câu hỏi từ hàng ngang số 2. Chúng ta sẽ có 8 ô trống ở câu hỏi này. Và nội dung câu hỏi như sau. Một chỉ số ký hiệu là HPI, tỷ lệ thuận với tuổi thọ trung bình và chỉ số hài lòng với cuộc sống, mà tỷ lệ nghịch với chỉ số dấu chân sinh thái, được gọi là chỉ số gì của hành tinh? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của bốn bạn. Hai bạn thí sinh Tiến Thịnh và Minh Kha có đáp án là hạnh phúc. Mai Mạc Xin và Anh Thư chưa có câu trả lời. Và đáp án của câu hỏi này đó chính là hạnh phúc. Chúc mừng cho hai bạn thí sinh Tiến Thịnh và Minh Kha đã ghi được điểm ạ. Như vậy thì các bạn đã lật mở được ký tự đầu tiên với việc trả lời đúng câu hỏi này. Đó chính là chữ N. Sau đây thì Phương Tiến sẽ được Mai Mạc Xin sẽ lựa chọn câu hỏi từ hàng ngang ạ. Dạ, thưa anh, em chọn hàng ngang số 3. Câu hỏi từ hàng ngang số 3. Chúng ta sẽ có 6 ô trống với câu hỏi này. Nội dung câu hỏi như sau. Một phản ứng tự phát và gần như tức thời để đáp ứng với các kích thích bên ngoài và bên trong thì gọi là gì? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Ba bạn thí sinh Tiến Thịnh, Anh Thư và Minh Kha có cùng đáp án đó chính là phản xạ. Mai Mạc Xin có đáp án là dị ứng. Vâng ạ, một phản ứng tự phát và gần như là tức thời để đáp ứng các kích thích bên ngoài và bên trong thì đó gọi là phản xạ. Chúc mừng cho ba bạn thí sinh Tiến Thịnh, Anh Thư và Minh Kha đã ghi được điểm ạ. Và các bạn của chúng ta tiếp tục lật mở được ký tự nữa ạ. Đó chính là chữ O. Sau đây sẽ được mời bạn Anh Thư sẽ lựa chọn câu hỏi từ hàng ngang. Thưa anh, em chọn hàng ngang số 4. Câu hỏi từ hàng ngang số 4. Chúng ta sẽ có 2 ô trống ở câu hỏi này. Và nội dung câu hỏi như sau. Charlie Chaplin là một huyền thoại của điện ảnh người nước Anh, nổi tiếng trong kỷ nguyên phim câm với biệt danh là vua gì? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của bốn bạn thí sinh. Bạn Tiến Thịnh và bạn Minh Kha có đáp án là Hề. Bạn Mai Mạc Xin có đáp án chưa hoàn chỉnh. Và Phương Tiến nghĩ đáp án của bạn cũng là Hề. Và bạn Anh Thư chưa có câu trả lời. Và đáp án của câu hỏi này đó chính là Hề. Chúc mừng cho hai bạn thí sinh Minh Kha và Tiến Thịnh ạ. Rất tiếc cho bạn Mai Mạc Xin nhé. Và trước khi trả lời câu hỏi này thì Phương Tiến đã nhận thấy là bạn Tiến Thịnh đã quyết định là nhấn chuông, giành quyền trả lời đáp án cuối cùng của vòng thi này. Và cho phép Phương Tiến hỏi. Sau đó thì Phương Tiến cũng nhận thấy là bạn Minh Kha quyết định bấm chuông. Tiến Thịnh nè, mình có chắc chắn với đáp án của mình chưa ạ?
Chắc à? Chắc luôn. 100% không ạ? Dạ. 100% luôn. Rồi, đưa ra đáp án luôn đi ạ. Đáp án của em cho từ khóa ngày hôm nay là nụ cười. Nụ cười. Dạ. Dựa vào đâu ạ? Chúng ta cười khi chúng ta hạnh phúc và hề cũng mục đích là mang lại nụ cười cho mọi người, và cười đôi khi cũng là một cái phản xạ trong đời sống hàng ngày. Một giải thích vô cùng chính xác. Thì như vậy thì không lý do gì mà Phương Tiến không chúc mừng cho bạn ạ. Chúc mừng cho bạn, nụ cười là một đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Vâng ạ, chính xác là như vậy ạ. Nụ cười hay còn gọi là tiếng cười là một phản xạ của loài người, là hành động thể hiện trạng thái thoải mái, nào vui mừng và đồng thuận, và cũng là một loại ngôn ngữ cơ thể thường dùng, như là cách chúng ta giao tiếp với con người với con người. Và tiếng cười đó chính là một liều thuốc bổ. Có nghiên cứu cho rằng là cứ 45 phút nghỉ ngơi của một người thì có nghĩa là tương đương với một phút mà người ta cười thoải mái nhất. Chính vì vậy thì Phương Tiến thiết nghĩ là tất cả chúng ta hãy nên vui vẻ và chúng ta hãy cười thật nhiều để chúng ta có một sức khỏe cũng như là một tinh thần thoải mái nhất ạ. Và một lần nữa thì Phương Tiến sẽ được chúc mừng cho bạn thí sinh Tiến Thịnh đã giải được ô chữ ở vòng thi thứ 3 này. Và sau 3 vòng thi thì điểm số của 4 bạn thí sinh như sau. Tạm thời đang dẫn đầu đó chính là bạn Tiến Thịnh với 175 điểm. Theo rất là sát, bạn Minh Kha 170 điểm. Mai Mạc Xin 120 điểm và 80 điểm là điểm số của bạn Anh Thư. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với vòng thi cuối cùng, đó chính là vòng thi Vinh Quang. Và Phương Tiến nghĩ rằng với vòng thi Vinh Quang này sẽ là một vòng thi vô cùng gay cấn với sự rượt đuổi điểm số của 4 bạn thí sinh của chúng ta. Và Phương Tiến cũng hy vọng rằng 4 bạn thí sinh của chúng ta sẽ có được những sự lựa chọn thật là hợp lý với những gói câu hỏi, những sở trường của mình đối với từng lĩnh vực trong từng nội dung của câu hỏi mà các bạn chọn. Hy vọng rằng với ngôi sao hy vọng trong vòng thi này cũng sẽ nhân đôi được số điểm của các bạn nhé. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng bắt đầu vòng thi Vinh Quang với lượt lựa chọn gói câu hỏi đầu tiên đến từ bạn thí sinh Tiến Thịnh. Em xin chọn có 10 kho B ạ. 10 điểm và kho B. Một câu hỏi thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Và nội dung câu hỏi như sau. Cái đàn đáy có mấy giây? Thời gian bắt đầu. Sau đây là đáp án đến từ 4 bạn ạ. 3 bạn thí sinh Tiến Thịnh, Mai Mạc Xin, Anh Thư đáp án là 2 giây. Minh Kha đáp án là 6 giây. Vâng ạ, và đàn đáy thì có tổng cộng là 3 giây. Đàn đáy gồm có 3 dây bằng là tơ xe dài mềm và dễ nhấn mang tên là dây hàng, dây trung và dây liễu. Mỗi dây là cách nhau một khoảng 4 đúng ạ. Ngay sau đây là lượt lựa chọn gói câu hỏi của bạn Mai Mạc Xin. Dạ thưa anh, em chọn gói câu hỏi 10 điểm kho C. 10 điểm và kho C. Một câu hỏi lịch sử. Chúng ta hãy cùng đến với nội dung của câu hỏi lịch sử nhé. Những năm 1918-1939, thuộc địa lớn nhất của thực dân Anh ở châu Á là nước nào? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Hai bạn thí sinh Tiến Thịnh và Mai Mạc Xin có cùng đáp án là Ấn Độ. Tuy nhiên đáp án của bạn Mai Mạc Xin thì chưa đúng chính tả. Anh Thư chưa có câu trả lời. Minh Kha đáp án là Trung Quốc. Và đáp án của câu hỏi này đó chính là Ấn Độ. Chúc mừng cho bạn thí sinh Tiến Thịnh đã ghi được điểm câu hỏi này và rất tiếc cho bạn Mai Mạc Xin nhé. Và ngay sau đây Phương Tiến sẽ được mời bạn thí sinh Anh Thư sẽ lựa chọn các câu hỏi ạ. Thưa anh, em chọn gói 20 điểm kho A. 20 điểm kho A. Đây là một câu hỏi toán học.
Nội dung câu hỏi như sau. Cho hàm số fx luôn đồng biến trên r và f 4a cộng 1 bằng với f 3a cộng 2. Hãy tìm a. Thời gian xin phép được bắt đầu. Sau đây là đáp án đến từ 4 bạn. Tiến Thịnh, Anh Thư, Minh Kha đã có đáp án là 1. Mai Mạc Xuyên có đáp án là A bằng 1. Vì fx luôn đồng biến trên r, nên để f 4a cộng 1 sẽ bằng với f 3a cộng 2 khi và chỉ khi 4a cộng 1 bằng với 3a cộng 2, nên suy ra A sẽ bằng 1. Chúc mừng cho cả 4 bạn thí sinh đã ghi được điểm ở câu hỏi này nhé. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với lượt lựa chọn của bạn thí sinh Minh Kha. Dạ, em chọn 10 điểm khoa A. 10 điểm và khoa A. Tiếp tục là một câu hỏi toán học. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung của câu hỏi. Tổng của hai số nguyên tố lớn hơn 2 là số chẵn hay là số lẻ? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và xin được mời đáp án đến từ 4 bạn thí sinh ạ. Ở câu hỏi này thì cả 4 bạn thí sinh của chúng ta đều có đáp án là số chẵn. Vâng ạ, hai số nguyên tố lớn hơn 2 đều là số lẻ, nên tổng của chúng chắc chắn phải là số chẵn. Chúc mừng cho cả 4 bạn thí sinh nhé. Như vậy thì 4 bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong một lượt lựa chọn các câu hỏi rồi. Và cả 4 bạn thí sinh của chúng ta vẫn chưa sử dụng quyền đó chính là chọn ngôi sao hy vọng để nhân đôi số điểm. Xin được mời Tiến Thịnh sẽ tiếp tục chọn ạ. Em xin chọn gói 10 khoa A. 10 điểm và khoa A. Một câu hỏi vật lý. Nội dung câu hỏi vật lý như sau. Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu là 2m trên giây, gia tốc là 2m trên giây bình phương. Hỏi sau bao lâu thì ô tô đạt vận tốc là 15m trên giây? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Với câu hỏi này thì cả 4 bạn thí sinh Tiến Thịnh, Mai Mạc Xin, Anh Thư, Minh Kha có cùng câu trả lời đó chính là 6,5s. Xin được chúc mừng cho các bạn ạ. Đáp án chính là 6,5 giây. Và tiếp theo đó chính là sự lựa chọn gói câu hỏi của bạn thí sinh Mai Mạc Xin. Dạ, em xin chọn gói câu hỏi 20 điểm kho B. 20 điểm và kho B. Đây là một câu hỏi thuộc lĩnh vực thể dục. Nội dung câu hỏi như sau. Và Mai Mạc Xin đã quyết định lựa chọn ngôi sao hy vọng. Chúc cho bạn sẽ được nhân đôi số điểm nhé. Chúng ta hãy cùng đến với nội dung của câu hỏi. Trong môn bóng chuyền, chiều cao mép trên của lưới nữ là bao nhiêu mét? Thời gian xin phép được bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Tiến Thịnh có đáp án là 2,2m, Mai Mạc Xin 2m, Anh Thư 1,6m, Minh Kha có đáp án là 3,15m. Vâng ạ, trong môn bóng chuyền chiều cao mép trên của lưới nữ thì nó sẽ bằng
2,24 mét. Rất tiếc cho cả bốn bạn thí sinh. Tiếp theo thì Phương Tiến sẽ được mời bạn thí sinh Anh Thư sẽ lựa chọn gói câu hỏi ạ. Em chọn gói 30 điểm khoa A. 30 điểm và khoa A. Một câu hỏi thuộc lĩnh vực sinh và công nghệ. Và anh Thư đã quyết định chọn ngôi sao Hy vọng. Chúc cho bạn sẽ nhận đôi số điểm nhé. Nội dung câu hỏi như sau. Chu kỳ tế bào gồm kỳ trung gian và quá trình nguyên phân. Kỳ trung gian thì chiếm phần lớn chu kỳ tế bào, được chia thành các pha nhỏ nào? Thời gian xin phép được bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn ạ. Ở câu hỏi này thì ba bạn thí sinh Tiến Thịnh, Mai Mạc Xin, Anh Thư có cùng đáp án là G1S và G2. Minh Khao đáp án là pha S. Và đáp án của câu hỏi này đó chính là G1S và G2. Chúc mừng cho ba bạn thí sinh Tiến Thịnh, Mai Mạc Xin và Anh Thư đã ghi được điểm ở câu hỏi này ạ. Và đặc biệt là Phương Tiến chúc mừng cho bạn Anh Thư nhé. Bạn đã được nhân đôi số điểm. Việc đặt ngôi sao Hy vọng của bạn rất là đúng lúc. Còn ngay bây giờ thì chúng ta còn một câu hỏi duy nhất ở cuộc thi chung kết của tháng thứ 5 này thuộc về sự lựa chọn của bạn thí sinh Minh Kha. Dạ, em chọn gói 20 điểm khoa A. 20 điểm và kho A. Một câu hỏi vật lý. Nội dung câu hỏi vật lý như sau. Động năng của một tên lửa tăng lên 8 lần khi khối lượng của nó giảm một nửa so với ban đầu. Hỏi vận tốc tên lửa đã tăng mấy lần so với ban đầu? Thời gian dành cho các bạn xin phép được bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Tiến Thịnh và Minh Kha đáp án là 4 lần, Mai Mạc Xin 6 lần và Anh Thư đáp án là 2 lần. Và đáp án của câu hỏi cuối cùng này Phương Tiến xin phép được công bố, đó chính là tăng lên 4 lần. Chúc mừng cho hai bạn thí sinh Tiến Thịnh và Minh Kha. Phương Tiến sẽ được công bố người giành chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Xin được chúc mừng cho bạn thí sinh Tiến Thịnh đến từ trường Trung học Phổ thông Mai Thanh Thế với 270 điểm. Về nhì trong chương trình ngày hôm nay đó chính là bạn Minh Kha đến từ trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo với 230 điểm. Và đồng hạng nhì trong chương trình ngày hôm nay đó chính là hai bạn thí sinh Mai Mạc Xin đến từ trường Trung học Phổ thông Phạm Thành Trung và Anh Thư đến từ trường Trung học Phổ thông Lê Văn Phẩm. Xin được chúc mừng cho cả bốn bạn thí sinh. Và ngay sau đây xin được mời cả bốn bạn chúng ta hãy cùng bước lên phía trên và cùng nhận phần thưởng dành cho mình ạ. Chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Hội Cố vấn. Và trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Hoài Linh, Phó Giám đốc Vinity Vinaphone Tiền Giang sẽ trao thưởng cho bốn bạn thí sinh trong chương trình ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Một niềm tin chiến thắng, cùng vươn lên phía trước để đi tới chân trời khoa học, để mơ ước vươn tới tương lai. Mà nơi hay tích lũy cùng khám phá chinh phục ước mơ cùng nhau về đích ta luôn mong chờ đường đến vinh quang cho ta luôn hy vọng mở ra. Xin chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cả bốn bạn thí sinh, đặc biệt là chúc mừng cho bạn thí sinh Tiến Thịnh đã là người tiếp theo giành lấy tấm vé bước vào cuộc thi chung kết quý. Trân trọng cảm ơn ông Lê Quang Trí và trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hoài Linh.
Quý vị các bạn thân mến, chương trình Đường Đến Vinh Quang cuộc thi chung kết của tháng thứ 5 năm 2020-2021 đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn chúng ta đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.